Thưa quý vị, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos và các công ty có liên quan. Ngoài ông Quyết, hai em gái của ông này là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và người cộng sự lâu năm là bà Dương Trần Kiều Dung cùng bị khởi tố về tội danh này. Quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định 4 bị can này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc từ năm 2014 tới 2016 làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng Pharos và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán. Bước đầu xác định Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác do Quyết nhờ dựng tên, thu được tổng cộng 6.412 tỷ đồng. Trong vụ việc hơn 40 người Việt bơi qua sông tháo chạy ra khỏi một sòng bạc ở biên giới Campuchia về An Giang vừa qua, thì phần lớn trong số họ là nạn nhân của các đường dây buôn bán người xuyên biên giới. Họ là những lao động không bằng cấp, không kinh nghiệm, không hộ chiếu, nhưng lại được hứa hẹn làm việc nhẹ lương cao. Vậy thực chất việc nhẹ lương cao ở những sòng bài bên kia biên giới là gì? Sau đây là tìm hiểu thực tế của nhóm phóng viên VTC. Người thanh niên quê ở Lâm Đồng này là một trong số 40 người may mắn chạy thoát khỏi casino từ Campuchia. 6 tháng trước, anh nghe môi giới trên mạng nói về công việc tại casino ở bên kia biên giới. Việc nhẹ chỉ trên máy tính, nhưng lương khởi điểm lên tới 1.000 đô la Mỹ chưa kể tiền thưởng. Đây là mức thu nhập trong mơ với một người không kinh nghiệm và bằng cấp lại đang chịu cảnh thất nghiệp như anh. Nhưng khi bước chân vào sòng bạc, anh mới nhận ra việc nhẹ là như thế nào. Công việc thì toàn là những cái công việc là nói thẳng ra là lừa đảo. Dạ. Nó cụ thể là cái gì? Giả sử như là Shopee, Lazada rồi Zalo Shop. Nói chung là nó nhiều hình thức lừa đảo lắm, giả sử như là chứng khoán đồ này kia các kiểu. Kiểu lừa đảo á, làm bên game các kiểu. Kiểu chơi game kiểu là đánh bài trên mạng á. Lạp, em làm lạp có rút tiền chăm sóc khách hàng. Lạp rút tiền nếu mà cảm thấy nhiều tiền quá mình nói là không rút được, phải xác minh tài khoản á. Lạp tầm 50% số tiền, 50% số tiền vào thì mới xác để xác minh, nhưng mà lạp thực tế là mất. Đủ các loại hình lừa đảo trên không gian mạng. Có những người còn bị ép đóng giả cả nam lẫn nữ trên các ứng dụng hẹn hò để tán tỉnh người nhẹ dạ. Và khi đã chiếm đoạt được tình cảm, họ sẽ phải thực hiện hành vi lừa đảo về tài sản theo chỉ đạo của người quản lý. Mình sẽ tạo thân phận là một nhân vật nữ hoặc là nhân vật nam, thành đạt chút và vào hẹn hò Facebook, tán tỉnh nhau, tạo niềm tin cho nhau và mời họ vào chơi. Những công việc không hề nhẹ vì nạn nhân thường xuyên bị ép làm quá giờ, trái với đạo đức và pháp luật. Nhưng vấn đề còn ở chỗ, không hề có lương cao lên tới cả ngàn đô như lời hứa ban đầu. Em có lướt Facebook ấy, thì mấy bài đang tuyển dụng Campuchia, làm việc với máy tính, tháng 900 đô. Thì họ hứa hẹn đủ điều là làm tháng giả 900 đô, nhưng mà thực tế là lĩnh 2 tháng được 200 đô, nó trừ các kiểu đi, lĩnh về được 200 đô. Trong một tuần là mình phải đạt được hai khách, ít nhất là hai khách là mình phải lừa được hai người đó, với lại gọi là 10 triệu tiền mặt. Nếu như mà mình làm không được thì nó sẽ phạt mình, phạt tăng ca. Thì như bình thường với em làm một ngày tầm 15-16 tiếng đó, là chỉ làm thôi, mình đi vệ sinh rồi này kia rồi quay lại thôi chứ không được nghỉ ngơi, cứ làm việc mết như vậy đó. Đến giờ cơm thì nó có đưa cơm cho mình ngồi tại chỗ mình ăn thôi. Không có lương cao, không đồng xu dính túi khi trở về nước. Việc nhẹ của những người này ở casino bên Campuchia là phải thực hiện các hành vi lừa đảo. Và vì thường xuyên không hoàn thành chỉ tiêu, họ buộc phải tăng ca làm cả ngày, thậm chí là bị đánh đập hành hạ. Luật bảo hiểm xã hội hiện hành đang cho phép người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Điều này khiến nhiều người lợi dụng quy định để thu gom mua bán hàng trăm sổ bảo hiểm hưởng chênh lệch.
Do vậy, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất xử lý hình sự hành vi thu gom sổ bảo hiểm xã hội để tăng tính răn đe, bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần hạn chế rút một lần. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan bảo hiểm quận, huyện thống kê các trường hợp được ủy quyền nhận thay từ 2 hồ sơ trở lên, yêu cầu hai bên tới đối chứng. Trường hợp nghi ngờ sẽ chuyển hồ sơ cho công an. Theo ghi nhận của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn có khoảng 350 người chuyên được ủy quyền để nhận bảo hiểm xã hội một lần, trong đó có một số trường hợp được ủy quyền hơn 300 cho đến 400 lần. Khi làm thủ tục lĩnh tiền, cơ quan bảo hiểm thành phố nghi ngờ các cá nhân này mua bán trục lợi từ sổ bảo hiểm xã hội của công nhân nhưng không đủ cơ sở để xử lý. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý hơn 110.000 doanh nghiệp đơn vị với hơn 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hơn 51.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 5 năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người ở thành phố rút bảo hiểm xã hội một lần. Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần chủ yếu là người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm, chiếm tỷ lệ 95%. Một số ngân hàng mới đây đã ra thông báo khuyến cáo khách hàng không truy cập vào đường link trong tin nhắn giả mạo ngân hàng, cũng như không cung cấp các thông tin đăng nhập. Bởi hiện ngày càng nhiều thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi nhắm đến các khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng SCB cho biết gần đây ghi nhận việc xuất hiện đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn SMS lừa đảo về việc tài khoản của khách hàng bị khóa hoặc đã đăng nhập ở một thiết bị khác, thông báo về đăng ký dịch vụ mới, tài khoản bị trừ tiền. Các đối tượng này yêu cầu khách hàng bấm vào đường link trong tin nhắn để hủy hoặc thanh toán dịch vụ. Trước đó, Ngân hàng Việt Á cũng nhận được phản ánh về việc có một nhóm đối tượng giả mạo email hiển thị dịch vụ khách hàng ngân hàng, sử dụng biểu mẫu và logo thương hiệu của Ngân hàng Việt Á, gửi thông báo sao kê thẻ tín dụng với nội dung thông báo khách hàng đang có dư nợ thẻ tín dụng cần thanh toán. Kẻ gian sau đó gọi điện cho khách hàng và xưng là nhân viên ngân hàng hướng dẫn thúc ép khách hàng thanh toán dư nợ. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không bấm vào đường link được cung cấp trong tin nhắn hoặc email, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, OTP, số thẻ cho bất kỳ ai. Gói hỗ trợ lãi suất 2% từng được ví như chiếc phao cứu sinh giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19. Thế nhưng sau 3 tháng kể từ khi gói này có hiệu lực, kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại vẫn còn hạn chế. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, doanh số cho vay với gần 550 khách hàng và số lãi đã hỗ trợ khoảng 1,02 tỷ đồng. Hiện các ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng được hỗ trợ. Là xác định một số cái đối tượng được hưởng thụ hưởng, nhưng quá trình tổ chức thì cái đối tượng, ví dụ một doanh nghiệp nó sản xuất đa lĩnh vực đa ngành, thế nhưng chỉ có một hai cái lĩnh vực được hưởng cái lãi suất thôi, thế thì bây giờ phải bóc tách nó ra, hay là tất cả cái doanh nghiệp, tất những khoản vay nó được hưởng hết à, thì đây cũng là một cái mà đang lung tung như này. Thì tôi cho rằng là một chính sách đã được đặt ra, đây là quy định pháp luật. E ngại này là thứ nhất phải đánh giá kỹ, là do cái chuyện là cơ chế chính sách chưa rõ chưa ổn thì phải bổ sung, cấp nào thì bổ sung cấp đó, của chính phủ hướng dẫn thì chưa có thì bổ sung chính phủ, đến quốc hội nếu mà cần thiết thì báo cáo lại. Đến ngày 11 tháng 8, tín dụng toàn nền kinh tế đạt 11,45 triệu tỷ đồng, tăng 9,66% và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu tín dụng tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phù hợp với đóng góp và tăng trưởng của các ngành kinh tế trong GDP. Riêng về giải pháp tiếp cận vốn vay cho doanh nghiệp, vẫn cần phân luồng đối tượng theo mục tiêu của từng gói hỗ trợ. Tôi cho rằng là nếu mà duy trì gọi là trên diện rộng và bình quân như vậy thì cái tính truyền dẫn đến các doanh nghiệp nó không cao. Chúng ta phân loại các hoạt động các cái doanh nghiệp dựa trên cái nguồn doanh thu thay vì các cái lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thì để chúng ta ưu đãi hoặc là có những cái cơ chế cho những loại hình doanh nghiệp mà chúng ta cần ưu tiên, thay vì là chúng ta có cái hỗ trợ lãi suất hoặc là có cái những cái mà nó cao bằng cái lãi suất cho các lĩnh vực, thì để cho cái chúng ta có thể thúc đẩy được các cái hoạt động sản xuất kinh doanh mà chúng ta cần tập trung. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xác định phần đông các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận chính sách này. Do quy định khách hàng để được hỗ trợ lãi suất phải đáp ứng điều kiện không có nợ xấu, có doanh thu, có lợi nhuận, có tài sản đảm bảo.
Mặt khác, hiện nay các ngân hàng đang gặp khó về zoom tín dụng, hoặc còn zoom nhưng rất ít trong bối cảnh lạm phát có xu hướng gia tăng. Điều này cũng đã tác động đến tiến độ giải ngân. Trước sự việc nhiều cửa hàng xăng dầu đã ngừng bán tại một số tuyến đường ở quận Gò Vấp, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương vừa yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ cho thị trường trong nước, đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới. Đặc biệt lưu ý, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng. Nếu phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu thì phải xử lý nghiêm. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu để đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong thời gian tới. Mặc dù giá xăng nhiều lần được điều chỉnh giảm nhưng đến nay giá cả hàng hóa dịch vụ ở nhiều nhóm ngành hàng vẫn giữ nguyên, đã tăng do giá xăng dầu trước đó tăng. Một số mặt hàng chỉ giảm nhẹ nhưng không đáng kể. Chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng thì vẫn phải thắt lưng buộc bụng. Người dân mong muốn các cơ quan nhà nước cần sớm có giải pháp hạ nhiệt giá cả hàng hóa thiết yếu, dịch vụ ăn uống, vận tải, kiềm chế lạm phát. Sau khi giá xăng liên tiếp giảm 5 lần, thì lần điều chỉnh mới đây ngày 22 tháng 8 là giữ nguyên. Tuy nhiên, về tổng thể, giá xăng giảm sâu, chính khung khoảng 30%, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng mức giảm giá trọn vẹn đối với các hàng hóa dịch vụ. Mặt hàng thực phẩm tươi sống vẫn giữ nguyên giá đã tăng trước đó. Lương bổng thì trả được bao nhiêu hết, thì chính vì điều đó, đó thì thay vì như hồi xưa mình đi chợ đấy, thì mình có thể mua nó xông xanh được, nhưng với 100 ngàn như thế thì bây giờ không đủ để chi phí để cả gia đình 4 người ăn như thế, cho nên mình phải nói chung là rau nhiều hơn. Giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ở mức cao vì không chỉ bị chi phối bởi giá xăng mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Đây là lý do mà các nhà sản xuất cung ứng biện minh khi giá xăng giảm sâu nhưng giá thành hàng hóa vẫn chưa giảm. Do chi phí trả lương lao động tăng, dịch vụ vận tải vẫn tăng và các chi phí khác cũng tăng. Hiện tại, một số siêu thị ghi nhận thông báo giảm giá nhẹ khoảng 5-10% từ các nhà cung cấp như dầu ăn, lương thực thực phẩm. Theo đơn vị bán lẻ, thị trường do cung cầu quyết định, sức mua của người tiêu dùng và việc kiểm soát cơ quan nhà nước sẽ có tác động ngược trở lại đến giá hàng hóa dịch vụ. Xăng giảm thì mặt hàng hóa nó vẫn tăng, tức là khi mà nó tăng rồi thì nó không có giảm xuống lại. Còn nếu mà mua ở siêu thị thì mọi mặt hàng nó đều bình ổn. Tất cả mặt hàng, kể cả những lúc mà mình có những cái khuyến mãi nữa. Khi giá cả tăng lên, sức mua lập tức giảm xuống. Thì khi giảm xuống thì hàng tồn kho của các nhà sản xuất cung ứng sẽ tăng lên và lập tức chúng tôi sẽ làm việc ngay với các nhà sản xuất để đưa ra những cái chương trình khuyến mãi giảm giá ngay để mà kích cầu lại liền. Thì tôi thấy rằng là để mà quyết liệt bám sát giá cả thì các cơ quan nhà nước tăng cường cái khâu kiểm tra giá thành của các nhà sản xuất cũng như cái khâu lưu thông cung ứng, thì từ đó chúng tôi nhận thấy là cái giá đầu vào của ngay cả tại siêu thị của chúng tôi cũng được giảm xuống và từ đó chúng tôi cũng giảm lại cho người tiêu dùng. Để kích cầu, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, một số siêu thị sẽ thực hiện giảm giá sâu đến 50% đối với hàng Việt. Tuy nhiên, quy luật thông thường cho thấy, một khi giá cả hàng hóa dịch vụ đã được đà tăng thì rất khó giảm trở lại. Vì thế, việc kịp thời can thiệp của nhà nước khi những mặt hàng thiết yếu, nhạy cảm có biến động là rất quan trọng, sẽ ngăn chặn kịp thời hiện tượng tắt nước theo mưa. Bản tin của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sàn thương mại điện tử đang gia tăng tầm ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt trong bối cảnh hậu đại dịch. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.